chào tất cả mọi người. Hôm nay đến với kênh Hoàng Thống ATV với trang web là hoangthongmoto.com. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái mẫu xe điện 4 bánh. Một mẫu xe điện 4 bánh có thể là ngồi được 3 người lớn. Với cái khoang đằng sau này thì nếu mà ngồi 2 người lớn thì cũng hơi chật một chút, nhưng mà một hai trẻ con thì quá là đơn giản. Đây, đằng sau này có cái ghế tựa. Rồi có cái tay cựa, cựa tay bằng nút mềm. Cái này thì da, giả da anh em nhé. Và cái cả cái lót này cũng là một cái lót giả da anh em ạ. Ngồi cũng khá thoải mái anh em ạ. Còn cái phần đằng trước này, đằng trước này là cho người lái thì cũng có phần ghế tựa lưng. Với lại ngồi cũng thoải mái anh em ạ, thoải mái. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về cái phần trên vô lăng này. Trên vô lăng này thì nó có cái hệ thống giống như các xe điện. Đây, nó ga đi rồi là phanh này sau là phanh tổng. Rồi thì xe này chạy cầu visa cho nên là đằng phanh này sau là có hai phanh đĩa anh em nhé. Đằng sau thì gồm hai phanh đĩa. Rồi có gạt mưa, có chế độ nhanh chậm, số lùi. Rồi đèn đầy đủ, nhan đầy đủ. Có hiển thị tốc độ khi chạy. Thì bây giờ mình sẽ đây có hiển thị tốc độ khi chạy này, có thường lượng pin này. Và cái xe này nó cũng giống như ô tô, cũng có cả hệ thống nghe nhạc và có thể có kết nối được với thẻ nhớ với USB, rồi loa tăng giảm, có đài FM. Thì cũng giống như ô tô vậy. Bây giờ mình sẽ chạy thử một quãng đường nhẹ nhẹ cho anh em xem. Đó, có rất thoải mái luôn, lái một tay rất dễ dàng luôn. Đây có số lùi, rồi có gương chiếu hậu để anh em có thể quan sát khi mà lùi. Đó, lùi lái rất dễ luôn như ô tô luôn. Vì nó là chặn cầu viên sai, nếu mà kênh bánh ấy, nó sẽ bị không lên, sẽ bị quay bánh không đều, cho nên là anh em sẽ lên một cái góc là 90 độ thì nó sẽ là tốt hơn, đảm bảo hơn. Thì bây giờ mình sẽ có những cái video mình sẽ chạy thử, thì mọi chi tiết anh em có thể liên hệ với Hoàng Thống ATV với trang web là hoangthongmoto.com hoặc liên hệ với số điện thoại 0985 839 983. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Anh em đang tưởng tượng ra một bãi biển nhá. Nhau ta sống đêm trắng mai đâu. Đến ngày qua trắng mai dần em. Mà sao cứ xa nhau. Người vững, người vững nhá. Lễ cho nhau hơn lúc. Bắt tài đây, hôm nay anh em đi đâu đấy? À, ra sông tắm nhá. Hôm nay nóng quá. Ra biển giao lưu nữa. Biển cái. Biển cái. Cảm nhận người. Nước à? Nước bắn. Cảm nhận của bạn ngồi con này như nào nhỉ? Như limousine. Mát à? Điều hòa 4 chiều anh em. Này đến đâu á, nóng lạnh đều có đúng không? Đấy. Đi thoáng này thôi ạ. Nha nhá, lần sau đi được nha nhá. Đi xa với đại lý là mua có tiền nhớ không? Đi chơi là không cần tiền.
đây yêu thương em. Đấy, cả nghe nhạc giao lưu thích không? Thích quá nhỉ. Rồi đi được nghe nhạc. Ngồi cũng khá là thoải mái anh em ạ. Xe điện anh em nhé, chạy cầu sau Vsai. Gồm có hai hàng ghế ngồi anh em nhé, có thể là ngồi được hai người lớn, ba người lớn, nhưng mà ba người lớn thì hơi chật một chút, thì nếu mà ngồi được hai trẻ con thì tốt hơn. Thì cái xe này đang chạy với cái thông số lốp là 300-8 với thông số lốp rất phổ thông. Đó là ô tô điện thì là có gạt mưa anh em ạ, có hệ thống nghe nhạc, có loa, có FM. Rồi mình sẽ giới thiệu trực tiếp hơn. Đây là số mà leo dốc, cái vỉa hè này cao tầm 20 phân để cho xe nó phép. Đi chậm thôi nha để xem cái cảm giác leo dốc của nó như nào. Ngon, ok. Cái này có mái che nha. Không. Cái chú bác sĩ này. Điều khiển dễ như xe máy không chú? Được như xe máy. Máu này đèo bệnh nhân tốt này. Đây là toàn trường nhưng mà các bạn phải bệnh nhân. Cái xe này thì để nhà đi cũng được. Vâng. Dạ vâng ạ. Cái này đón trẻ con là không sợ mưa nhỏ. Đấy làm đang làm bia rồi các đồng chí đấy. Anh cho lên đây cho nó mát.